Cảnh tình cảm của Song Joong Ki lại gây tranh cãi. Tập 3 của Reborn Rick vấp phải phản ứng trái chiều. Nguyên nhân là biên kịch tăng cảnh tình cảm giữa hai nhân vật do Song Joong Ki và Shin Hwin Bin đảm nhận. Tập phim thứ 3 mới lên sóng đài GTBC của phim Reborn Rick do Song Joong Ki đảm nhận vai chính đang vấp phải phản ứng trái chiều. Trên trang GQ, khán giả cho rằng tập 3 của phim không hấp dẫn bằng hai tập đầu tiên. Lý do khán giả phản đối tập phim là tuyến tình cảm giữa các nhân vật của Song Joong Ki và Shin Hwin Bin. Trong tập này, Jin Do Jun do Song Joong Ki đảm nhận bắt đầu theo học trường luật, nơi anh gặp Soo Min Jang, Shin Hwin Bin. Trong kiếp trước của Jin Do Jun, Soo Min Jang là công tố viên được mệnh danh thần chết ở tập đoàn Sun Yang. Tuy nhiên, ở kiếp này, Soo Min Jang trở thành sinh viên luật với tính cách hoàn toàn khác kiếp trước. Jin Do Jun và Soo Min Jang rung động khi gặp nhau. Reborn Rick kể về Yoon Hwin Koo, Song Joong Ki đảm nhận, thư ký trung thành và tận tụy của gia đình Sun Yang. Sau khi bị buộc tội tham ô và bị sát hại bởi chính gia đình Sun Yang, Yoon Hwin Koo bất ngờ tỉnh dậy vào năm 1987 nhưng với thân phận Jin Do Jun. Jin Do Jun là cháu trai út trong gia tộc Sun Yang. Nhiều khán giả chỉ trích việc ekip sản xuất tăng thêm các cảnh tình cảm giữa hai nhân vật. Trong khi đó, ở Webtoon, truyện tranh trên mạng, gốc, câu chuyện tình yêu của họ rất mờ nhạt. Chuyện tập trung vào hành trình vạch trần tội ác của Yoon Hwin Koo. Trong bài viết đăng ngày 21 tháng 11 trên diễn đàn Jiku, khán giả yêu kịch, biên kịch của phim bám sát Webtoon gốc. Họ bình luận, làm ơn hãy hạn chế tuyến tình cảm của hai nhân vật, tập thứ 3 đã phá hỏng bộ phim. Tôi đang vừa xem vừa tua những cảnh tình cảm, diễn xuất của Lee Sung Min trong vai Jin Jang Chun, ông của Jin Do Jun, chính là yếu tố hấp dẫn. Truyền tải nội dung bộ phim. Bộ phim chỉ thú vị khi có anh ấy tham gia, diễn xuất của anh ấy thật ấn tượng. Reborn Rick có khởi đầu ấn tượng với tỷ suất người xem vượt qua 10% cho tập gần nhất. Bộ phim phá vỡ tiêu chuẩn ở ngành phim truyền hình Hàn Quốc bằng cách phát sóng 3 tập mỗi tuần thay vì 2 tập như truyền thống.